Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thanh Tùng, hay còn gọi là Liên Nguyễn. Năm nay mình 22 tuổi, hiện tại mình là người mẫu và huấn luyện viên fitness. Thể hình nó đã thay đổi cuộc sống của Tùng. Từ một chàng trai 55kg, ốm nhom, không có gì cả, chỉ biết đi học và đi làm. Sau đó khi mà bước qua cái môn fitness thì nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Nó không phải chỉ đơn thuần là một cái ngoại hình đẹp, mà nó còn tối ưu về cái mặt thể chất và tinh thần. Nhiều người họ nghĩ là tập để có một hình thể, để có một cái cơ thể hoàn hảo thì rất là dễ, nhưng thực chất họ không thấy được cái mặt sau của cái sự việc đó. Phải dành ra rất là nhiều thời gian để training, có nhiều lần không thể thở nổi nữa, và ăn uống rất là kham khổ, nhiều lúc cũng phải nhắm mắt mà ăn. Rồi sau này khi mà đã hoàn thành được những cái việc đó thì cái đền đáp cuối cùng là cái ngoại hình bạn mong muốn. Khi Tùng tới với Cali thì Cali có đầy đủ cơ sở vật chất và những cái máy móc có thể hỗ trợ cho mình phát triển những cái nhóm cơ khi mà mình không thể cải thiện được khi ở ngoài phòng tập bình thường. Bạn bị giới hạn cũng chỉ là do suy nghĩ. Nếu để muốn có một cơ thể hoàn hảo, hãy đừng để suy nghĩ cản trở bạn và cứ để thời gian thực hiện cái việc làm của mình.